và content creator. Chắc chắn cần cái này. Thì nhân vật chính trong cái clip ngày hôm nay đó chính là chiếc Ulanzi M515. Thì đây là một chiếc stand kẹp bàn để các bạn có thể rig lên đó chiếc camera của mình và để thực hiện cái shot quay như là mình đang thực hiện ở đây. Tại sao nó lại cần thiết cho mọi content creator thì để mình cho các bạn xem nhé. Như các bạn đang thấy ở đây thì mình đang có một chiếc em để có thể quay những cái shot quay sản phẩm top up từ trên xuống dưới. Nếu các bạn tinh mắt một xíu, các bạn có thể nhận ra thì đây là một chiếc em chế. Mình chế nó ra từ chiếc em màn hình của mình để thực hiện cái shot quay từ trên xuống. Thì cho nên là nó, như các bạn có thể thấy thì nó sẽ có nhiều bất tiện. Cho nên là sau khi mà mình đã được cầm trải nghiệm và sử dụng chiếc Ulanzi M511 này thì mình cảm thấy đây là thứ mình phải có và các bạn cũng nên có. Tại vì nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái sự tiện lợi, những cái trải nghiệm sử dụng tốt. Còn về phần mô hộp, chúng ta sẽ có những cái thành phần chính, đó là một cái carbon head mini, một cái trục stand. Thì chúng ta sẽ có hai đoạn để nối dài và chiều cao tối đa của nó có thể lên tới đó là 70cm. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái tay arm 3 đoạn. Cái tay arm này có thể dễ dàng mở ra và đóng lại. Khi mà đạt được chiều dài tối đa, nó sẽ đạt được vào khoảng 75cm. Ok, và để setup cái chiếc M511 này lên bàn thì nó rất là nhanh. Mất đâu đó chắc chỉ khoảng 3-5 phút là quá lắm rồi. Rất là tâm đắc, đó là mỗi đoạn của tay arm thì nó đều có một cái khớp khóa. Khi chúng ta lắp cái máy ảnh lên thì các hoàn toàn chắc chắn và chúng ta sẽ không phải lo về cái vấn đề mà xê dịch hay là bị lệch góc nữa, tại vì nó đã được khóa chắc lại rồi. Tiếp theo nữa thì ở trên đỉnh của chiếc M511 này chúng ta sẽ có một cái lỗ một phần tư inch. Ở cái lỗ một phần tư inch này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái phụ kiện chẳng hạn như là con Ulanzi R011A, chúng ta có thể gắn lên đó một cái đèn, một cái mic hoặc là một cái monitor để chúng ta có thể dễ dàng quan sát khi mà quay những cái shot quay mà ngồi đó chiếc máy như giờ. Cho nên khi mà mình cầm và mình sử dụng cái con M515 này thì nó giống như là một cái điều cuốn tinh cho cái việc lười biếng của mình. Tại thì Ulanzi M515 này là một chiếc amp kẹp bàn rất là chắc chắn, rất là tốt của nhà Ulanzi và nó được sinh ra để có thể hỗ trợ công việc cho các bạn content creator hoặc là những bạn solo filmmaker về sản phẩm. Thì mình cảm thấy các bạn nên mua nó về và trải nghiệm để xem thử xem cái độ tiện dụng, cái độ chắc chắn cũng như độ đáng tin cậy của chiếc Ulanzi M515 này như thế nào nhé. Và nếu các bạn có bất cứ ý kiến gì về sản phẩm thì hãy để lại bình luận ý kiến bên dưới. Okay.